Hi, welcome to Cần Thơ City, Việt Nam. We are at the Cần Thơ bus terminal. This is the Phương Trang bus station. And then on the other side is already the bus terminal. So they have a lot of buses, so you can pick whatever bus is fit your pocket or whatever schedules that meets you. So let's go check out the schedule here. Rồi đi cô Vũng Tàu, Đà Lạt, miền Đông, Nam Căn, Rạch Giá, Cà Mau, Châu Đốc. Check out the schedules. Đi Sài Gòn. Oh, đây là Sài Gòn rồi, chuẩn bị đi. 7 o'clock. Oh, vé đi rồi. So we just check out the schedule for 7 o'clock. Xin chào. Có vé đi Sài Gòn không ạ? Không em. Hả? Một người à? Có một người à? Mấy giờ đi vậy? Mấy giờ hả? Ok, cho một vé thì bao nhiêu vậy? Ở đến bến xe á. À, bao nhiêu? À, số điện thoại cho đây, em đưa tiền chứ. 230 đây, 500. Đó, số điện thoại. Đây đây đây, mình điện thoại mình đâu có nhớ đâu, mình nước ngoài thôi, không nhớ. Số 0303 8403. So this is the bus terminal. So you can this is the biggest one in Vietnam. So the biggest bus company, Phương Trang. So they have a lot of buses. They go to Sài Gòn. So they do have other company also. But it's like a sleeping bus. So. Tên Vũ, tên Vũ. So 230,000 dong. So that's like $30. The password. Nửa tiếng nữa đi hả? Ở đâu vậy bên này hả? Yeah, okay. So we just wait here at the here and they call us. So really cool. So this is the schedule right here. So they go Đà Lạt, Sài Gòn, they go all the places. So. So this was I go to Southern Vietnam, so Cà Mau, Châu Đốc, everything. So now here is the all the buses. They'll have shuttle. They drop you at the hotel. These are all the shuttles. And all the way to the other side.